Bây giờ thế này, lấy 1 triệu đô anh sẽ sử dụng 25% cổ phần. 25% này. 25%. 1 triệu đô với 25%. Đúng rồi. Cái offer mà tôi có thể đưa ra cho các bạn là 1 triệu cho 25%, giống như anh cùng anh. 1 triệu đô cho 36% cho công ty. Vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. 36% nghe là em vẫn rẻ hơn hả? Anh chỉ 25 thôi đó, đúng không? Cái kia chưa? 25. 25, 36. 36. 36 cho một sản phẩm sang Mỹ. Bù lại là anh có kinh nghiệm về bán hàng giống như em. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Về thực chất bản chất của em á, em phát triển dựa trên platform của các sàn thương mại điện tử hoặc là các kênh social. Những kênh đó người ta giảm thị phần, giảm doanh thu, giảm khách hàng thì tụi em chắc chắn phải giảm theo. Tụi em phụ thuộc vào những cái platform đó, chứ không phải là bản chất tụi em tự chủ hoàn toàn về kênh phân phối rồi khách hàng đầu cuối vân vân. Tụi em gần như phụ thuộc rất là lớn và doanh thu của em phần lớn chi vào công tác marketing. Tụi em có phần lợi nhuận rất là thấp là lý do đó. Đó, tụi em vẫn chưa có kế hoạch nào để mà triển khai cái kênh bán hàng mà tụi em giảm phụ thuộc vào những cái platform đó. Và tụi em chưa tính đến cái chuyện mà rủi ro sau những năm đó tăng trưởng như vậy nó dừng lại, thì những nhà đầu tư ngày hôm nay người ta định giá em 5 lần, 7 lần, 10 lần là không còn đúng giá trị thực nữa. Doanh số ấy, thì thật ra là bọn em có 38% là đến từ bán lẻ online thôi, còn 62% là bọn em đến từ đại lý và kênh phân phối. Nếu như bán lẻ nó có bị ảnh hưởng thì bọn em nghĩ là vẫn có những cái phần kia bọn em đang có cái sự chắc chắn. Dạ. À, hiểu rồi. Trước hết là nói về sản phẩm thì tôi đánh giá cao. Và cái sự tăng trưởng công ty với hai cô gái rất là trẻ như thế này mà trong 5 năm qua đã làm nên một cái công ty có doanh số hơn 100 tỷ là rất ấn tượng, thực sự rất ấn tượng. Bây giờ thế này, lấy 1 triệu đô anh sẽ sử dụng 25% cổ phần. 25% này. 25%. 1 triệu đô với 25%. Đúng rồi. Em rất là muốn nghe ý kiến của Sắc Bình với Sắc Louis, đúng không ạ? Sắc Louis, xin mời Sắc. Khi mà các người lên đây trình bày chương trình thì mình nhìn vào cái trang phục của họ. Và tôi rất là cảm động hôm nay nhìn bạn Ngọc Bích cái quần bị rách. Thành cho tôi muốn rất muốn ủng hộ. Bởi vì tôi rất là cảm động và tôi rất muốn ủng hộ các bạn. Thì thứ nhất mình nói là về cái lý thuyết về việc đầu tư, chúng tôi có đầu tư vào cái lĩnh vực làm đẹp. Về xuất khẩu thì chúng tôi có công ty bên Mỹ đang xuất khẩu hàng Việt Nam từ qua Mỹ và Canada và Trung Quốc. Và chúng tôi là một nhà đầu tư phát triển vững bền. Gần đây chúng tôi huy động 200 triệu đô la cho thị trường Việt Nam, ủng hộ những gì liên quan đến môi trường, xã hội, quản trị kinh doanh ESG và những lãnh đạo phụ nữ như các bạn. Cái công ty đang giá trị 14 triệu đô la, bây giờ nó đối với tôi là quá mắc. Giờ lợi nhuận của bạn là bây giờ khoảng chừng 500.000 đô một năm nay, phải không ạ? Thì nếu mà tôi nhân lên khoảng chừng 8 lần, nó khoảng chừng gần 4 triệu đô. Giá trị của bạn khoảng chừng 4 triệu đô, thì chúng tôi sẽ 1 triệu đô cho 36% cho công ty. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. 36% nghe là em vẫn rẻ hơn hả? Anh chỉ 25 thôi đó, đúng không? Cái kia chưa? 25. 25, 36. 36. 36 cho một sản phẩm sang Mỹ. Bù lại là anh có kinh nghiệm về bán hàng giống như em. Em muốn lắng nghe ý kiến Sắc Bình đúng không ạ? Chắc chắn là anh mới gọi là đôi cánh đích thực của các em để vay vốn quốc tế. Lý do là bởi vì em biết là anh có cái fulfillment platform, nó kho vận là BoxMe, hiện nay đang vận hành trên tại Việt Nam và khắp Đông Nam Á. Em chỉ cần gửi hàng vào kho, thế là BoxMe hỗ trợ quản lý rồi bán hàng đa kênh, đa nền tảng, tất cả mọi thứ. Thì anh cũng cho rằng là cái PE của em nó không thể cao được đến thế được. Thì chính vì vậy nên là anh cũng offer cũng tương tự như Sắc cùng anh ấy, hỗ trợ đôi cho 25% nhưng có cái sự hỗ trợ rất là thiết thực và có sẵn luôn nền tảng hệ thống. Thực ra em yên tâm đi, cái nền tảng nào cũng có đài, không quan trọng. 5 năm nay em vẫn không xài, em vẫn tăng trưởng mà. Không, các em là người vận hành hàng ngày nên các em biết cái khó khăn vất vả của khâu logistics. Hệ sinh thái của anh Bình thì rất là mạnh. Đấy, em còn chưa nói gì. Em rất là muốn lắng nghe Sắc Lâm, bởi vì Sắc Lâm là nữ duy nhất ở đây. Và không những tôi là nữ duy nhất ở đây mà tôi còn có network rất đặc biệt với thị trường mảng mỹ phẩm. Cái offer mà tôi có thể đưa ra cho các bạn là 1 triệu cho 25%, giống như anh cùng anh. Nhưng có điều là khi mà tôi tham gia vào thì không phải chỉ đơn giản là giúp các bạn về mặt chiến lược hay là bán hàng vân vân, mà vai trò lớn nhất mà tôi nghĩ là tôi có thể giúp được đấy là giúp các bạn raise fund những vòng tiếp theo. Tôi thì còn có thể là nếu mà các bạn dùng hết 1 triệu đấy, cho vay thêm 1 triệu. Em muốn quảng cáo trên online rồi ạ.
Thì anh là người là hỗ trợ tôi rất là nhiều. Có thể là tôi đóng góp thêm một vấn đề khác là các công ty startup tới đây kêu gọi vốn thì thường thường trong cái thời gian mà chúng tôi thẩm định thì những cái số các bạn nói có thể là không có hiện ra. Thành ra một cái yêu cầu tôi nghĩ là rất là quan trọng là khi mà trong thời điểm thẩm định các start đầu tư vào thì phải có kiểm toán. Đối với tôi thì chắc chắn phải có vấn đề đó. Và cái kiểm toán phải là Big Four, là bốn công ty lớn nhất. Và chúng tôi sẵn sàng share nửa cái phí đó với bạn và để có cái số này. Và cái số đó phải đạt như gì bạn nói trong hôm nay chúng tôi mới đầu tư. Bây giờ bạn có 4 deal, 3 xác đang trả giá bằng nhau là 1 triệu đô cho 25% cổ phần, với định giá là pre-money là 3 triệu đô. Bây giờ bạn có 2 phút để suy nghĩ hoặc là hội ý trước khi ra chốt deal. 4 triệu offer rất là hấp dẫn hôm nay nhỉ. Công nhận mấy bọn nó giỏi đó, là cạnh tranh nhiều. Nhưng mà cái nhóm này rất nhiều người theo dõi, bán rất là chạy. Bán thế này là tương đối ổn. Không biết ai tư vấn họ ha, giá trị 14 triệu đô mắc quá. Mà toàn phân tích và tài chính thôi. Nên bây giờ mà mình kiểu giữ mà mình chỉ tăng có một chút thôi thì nó sẽ thành kiểu câu chuyện về ngáp. 20 thì lấy về để làm gì? Chả lấy về để làm gì cả. Ừ. Chưa kể là còn chi vào 7 cộng 1 rồi. Ok. Giá thì sẽ không thay đổi nhưng mà sẽ cộng thêm 1% nữa là 1 triệu đô cho 7 cộng 1, nghĩa là 1% tư vấn là các sếp sẽ cho vào tư vấn của bọn em. Thì tôi sẽ không có đầu tư. Tôi hỏi thật là các bạn lên đây có phải là vì gọi vốn thật không hay là lên đây để quảng bá, để phát triển hệ thống? Cái thương hiệu Có Cây Hoa Lá của em thành lập thì phương châm trong cái việc hoạt động của bọn em là chân thành, tử tế và tốc độ. Thì thật sự là tất cả những cái con số, kể cả khi các sắc vào thì bọn em cũng xác thực là toàn bộ tất cả những cái con số đấy đều là thật ạ. Dạ, tất nhiên là sẽ có cả hai mục tiêu, nhưng mà như em nói ấy, là thực sự bọn em rất là nghiêm túc. Nếu như mà cái phần 25% thì em nghĩ là founder và các vòng gọi vốn lần sau ấy, các founder có thể sẽ không còn động lực nữa. Ngoài ra bọn em cũng có cái kế hoạch là ESOP cho cả nhân sự, các cái team leader để cùng tham gia nữa. Tôi nghĩ mà với tình hình của các bạn có chốt deal thì khả năng bị cùng bùng kèo cao. Tẽn tò nhiều lần rồi. Yeah, đúng rồi. Đại đa số những cái deal anh hồi năm ngoái lên dám sao rồi các bạn sau này khi thấy bùng nổ lên các bạn là không cho anh vô nữa. À. Ta đáp bây giờ khôn lắm. Các sắc chỉ là con mồi thôi. bạn định cho ESOP bao nhiêu phần trăm? ESOP thì bọn em dự kiến là khoảng 2-5%. Tôi offer như này. Ok, vẫn là cái offer như cũ. Nhưng mà cái 5% ESOP đấy tôi chịu. Các bạn không phải chịu. Tức là 25% nhưng mà trong đó 5% tôi sẽ dành để cho ESOP. Nhưng mà lúc đó là nhân viên của bạn sẽ tới đó lúc cảm ơn anh Bình nghe chứ không phải cảm ơn tụi bay. Không, cảm ơn công ty. Công ty thành công, nhân viên thành công cũng là dưới sự lãnh đạo xong của là các bạn. Công ty rất thành là cỏ cây hoa bình. tức là như vậy là bản chất là tôi chỉ có 20% thôi. Đó, cái 5% kia là tôi dành cho ESOP. Nhân viên công ty lại yêu anh Bình hết thì chứ. Đúng rồi. Không. Tức là trả lại cho các bạn để các bạn đưa cho nhân viên. Đúng, trả cho bạn và đưa nhân viên. Điều khác với anh Bình một chút này. 1 triệu đô, 20%, không lấy cái gì thêm nữa. Tức là ESOP các bạn tự điều. Giá trị doanh nghiệp của bạn đang được tăng lên 1 triệu đô rồi. Chứ thì tôi ra một điều khác là 15 cộng 5. Tôi lấy 15. 5% cho nhân viên. Nhưng với điều kiện là bạn phải dành 5%. Cho nhân sự. Cho nhân cái viên. Đấy thì chắc chắn là bọn em đã trong cái tính toán. Bây giờ giá trị pre-money là 5 triệu 6. Tăng vun vun. Và tôi nghĩ là không thể tốt hơn nữa. Anh Bình anh kêu 20%. Đó, 5% dành cho ESOP cho nhân viên thì anh cũng y chang vậy. 1 triệu đô để sở hữu 15% doanh nghiệp của các bạn. Với cái trị giá 15% thì em vẫn cảm thấy là nó chưa phù hợp lắm. Ôi, quyết luôn đi. Các bạn có muốn gọi vốn vòng tiếp theo nữa không thôi? Còn em có muốn ra một deal cuối cùng nữa không? Bọn em thay đổi một chút, đấy là bọn em đưa ra làm 7 cộng 2, nghĩa là 7% cổ phần và 2% là tư vấn. Ồ, tụi em mới xa quá, xa cách xa, tụi em xa lắm. Thôi, xa với Hà Nội và Sài Gòn. Thôi, tụi em xa quá. 15 với 9 thôi mà anh. Nó xa lắm em ơi. Tôi quyết định không đầu tư. Không, chắc vẫn vậy thôi, em vẫn giữ offer như vậy thôi. Bạn nên suy nghĩ thay vì chúng ta đi về tay trắng.
Shop Bình cũng là một trong những shop mà bọn em rất là ưu tiên và cũng follow up cũng như là hâm mộ Shop Bình trong suốt quá trình khởi nghiệp. Tuy nhiên là bọn em sẽ vẫn giữ ra đấy, nhưng mà kèm theo một cam kết là chắc chắn bọn em sẽ đạt được cái tăng trưởng 50% một năm trong 5 năm tới. Tức là bạn đang đưa ra 9, tôi đang đưa ra 15, thì chia đôi lấy nửa 12. Là 12%, cộng với lại cam kết tăng trưởng như bạn nói, cộng với cam kết 5% sẽ dành cho nhân viên. Bọn em vẫn giữ nguyên là 1 triệu cho 9% cổ phần. Thế thì chúng ta không gặp được nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.